Quý vị đang tìm kiếm một mẫu bàn ghế nhẹ nhàng, thanh cảnh nhưng mà phải sang trọng, lịch sự phải không ạ? Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ bàn ghế mà đảm bảo sẽ đầy đủ bốn cái yếu tố đấy để quý vị cùng chiêm ngưỡng và chọn mua cho gia đình nhà mình. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim trên chất liệu gỗ muôn hoa, bao gồm 6 món và tay cột là tay cột số 12, kích thước 12. Và bộ bàn ghế này của đồ gỗ Băng Thao đang để ở trạng thái mộc để quý vị cùng chiêm ngưỡng cái nét đẹp của gỗ và chiêm ngưỡng cái nét đục một cách thô nhất để có thể đưa ra cái lựa chọn, một cái quyết định đúng đắn nhất cho cái căn nhà của nhà mình về chất lượng ạ. Và như quý vị thấy rằng là tất cả những các cái chi tiết ở trên bộ bàn ghế này thì đang được đồ gỗ Vương Thao đục tay hoàn toàn 100%. Ví dụ như ở trên trương này, trên tựa này, rất là đẹp và mang một cái nét rất là tinh tế, tinh xảo từ các nghệ nhân tại làng nghề mộc Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Và đầu tiên thì xin mời quý vị cùng đến với cả cái chiếc đoạn này đi ạ. Chiếc đoạn của bộ bàn ghế này thì là một chiếc đoạn dài 2m04, sâu là 59 và cao lên là 1m24. Và cái chiếc đoạn này thì đang được đục chạm rất là nhiều chi tiết ở trên trương và ở trên tựa. Ở trên trương thì được đục chạm những các cái chi tiết như là quả đào, như là bông hoa mai và những chú chim truyền cành. Có thể nói là cái tựa này là một cái tựa mà không chỉ có hình ảnh, không chỉ có màu sắc mà còn có cả âm thanh ạ. Như quý vị thấy rằng là một chiếc tựa đẹp, là một chiếc tựa có thể nói lên được những các cái gì mà người nghệ nhân đưa vào. Như ở đây thì quý vị thấy rằng là việc đục tay đã tạo lên được một cái sự thành công cho cái bộ bàn ghế này. Những quả đào rất là mọng, những chú chim rất là tinh xảo và có hồn, những bông hoa rất là bay. Đó chính là những các cái nét đẹp của việc nghệ nhân đục tay ạ. Ở phần tựa thì được chia thành 5 khoang, 3 khoang lớn và 2 khoang nhỏ. Những khoang lớn là những khoang mà được đục chặn các cái chi tiết của cái bộ tranh tứ bình. Mỗi một khoang chính là một hình ảnh, có trúc điều này, có thứ hai ở giữa chính là hình ảnh sen vịt và thứ ba chính là hình ảnh tùng hạc. Đây chính là ba cái hình ảnh đại diện cho ba mùa trong một năm trong bộ tứ quý và tất cả đều được đục tay nha quý vị. Ở hai cái khung nhỏ thì là được đục những cái hình ảnh như là một chú công với một bông hoa mai rất là tinh xảo. Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng đến với cả cái chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế này. Hai chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế này thì lại mang hai cái nét đẹp riêng, bởi vì sao ạ? Gỗ muôn hoa chính là một cái chất liệu gỗ rất là linh hoạt trong cái việc mà thể hiện ra cái màu sắc cũng như là cái đường vân gỗ. Thế nên là ở mỗi chiếc ghế tuy là cùng một cái chi tiết đục chạm thế nhưng mà lại mang hai cái phong cách, hai cái nét đẹp khác nhau. Tuy nhiên lại cái đường vân gỗ được lựa chọn rất là đồng đều sẽ tạo nên là một bộ bàn ghế rất là chỉn chu. Và họa tiết đục ở trên bộ bàn ghế này thì cũng là các cái họa tiết rất là quen thuộc của bộ tứ bình, cũng là hình ảnh cúc và hình ảnh mai. Đó, rất là đẹp phải không ạ? Và ở trên tựa thì cũng được đục chạm cái hình ảnh giống như là tựa của chiếc đoàn, cũng là hình ảnh trái đào mọng, cũng là hình ảnh chú chim truyền cành, rất là sống động phải không ạ? Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng đến với cả chiếc tay của ghế đơn thì đều được làm rất là nhẹ nhàng, rất là thanh cảnh và lại có nét sang trọng của chất liệu gỗ mun, của những các cái đường nét, của những các cái dáng dấp trên tay. Dáng ghế thì mình sẽ kê hẳn ra ngoài như thế này để quý vị cùng chiêm nó thật. Dáng ghế thì có thể nói đây là một bộ bàn ghế Minh Quốc, dáng Minh Quốc, thế nên là cái dáng dấp tuy là đục chạm những các cái chi tiết rất là mềm mại, thanh cảnh, thế nhưng mà cái dáng Minh Quốc đã tạo lên là một cái bộ bàn ghế rất là khỏe khoắn mà khi mà ngồi vào thì cảm giác rất là vững chãi nha quý vị, rất là vững chãi, rất là thanh cảnh, rất là nhẹ nhàng. Đó, cái bộ bàn ghế này có thể nói rằng là ai cũng có thể chơi được, từ những người thích sự khỏe khoắn mạnh mẽ đến những người thích sự giản đơn và lịch thiệp. Và chiếc ghế này thì có một chiều rộng là 90cm, sâu vào là 59 và cao lên đến đỉnh là 1m24. Và đấy chính là cái kích thước của chiếc ghế này. Quý vị có thể ngồi 2 người trên một chiếc ghế đơn. Và đấy chính là cái việc mà kê 6 món trong một ngôi nhà thì cũng vô cùng là rộng rãi, vô cùng là thích hợp với cả những gia đình đông người. Và đến với chiếc bàn của bộ bàn ghế này thì đây là một chiếc bàn vô cùng đặc biệt. Quý vị có thể thấy rằng là cái chiếc bàn này khi mà kê trong tổng thể bộ bàn ghế thì đây là một chiếc bàn lớn hơn so với cả một cái vô chiếc bàn của bộ bàn ghế 6 món tiêu chuẩn. Và chiếc bàn này thì có chiều rộng là 97 và chiều dài là 1m73. Đó, cái chiếc bàn này là một chiếc bàn của bàn bộ 10 món. Đấy, thế nên là quý vị hoàn toàn có thể để những các cái bức tượng ở trên bàn, để những các cái đĩa đồ ăn hoa quả và để một cái bàn trà. Đấy chính là một cái việc mà tiếp khách rất là chu đáo ạ.
Tiếp theo thì chiếc bàn của bộ bàn ghế này hay là chiếc bàn của bất kỳ một bộ bàn ghế nào và chiếc đôn kẹp thì đều có những các cái ngăn kéo. Bàn thì có ở hai bên ngăn kéo, còn đôn kẹp thì chỉ có một bên ngăn kéo thôi. Thì để quý vị có thể để trà nước hoặc là để những các cái vật dụng để cho việc tiếp khách rất là tiện lợi phải không ạ? Và cái bộ bàn ghế này của đồ gỗ Vương Thao thì đang được kê tại xưởng mộc của đồ gỗ Vương Thao số 40 đường Kho 6 làng nghề mộc Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Nếu quý vị còn gì thắc mắc về bộ bàn ghế này hay quý vị còn muốn xem một cái sản phẩm đồ gỗ đất Lào của đồ gỗ Vương Thao thì hãy comment xuống phía dưới để đồ gỗ Vương Thao có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị một cách chu đáo nhất nhé. Và đồ gỗ Vương Thao xin phép được khép lại cái chiếc video clip này tại đây và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ gỗ Vương Thao xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ đất lần sau. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.